vỡ òa khoảnh khắc ba chị em hóa trang để trở về bất ngờ đúng dịp sinh nhật cha ngày Tết. Không niềm vui nào lớn hơn niềm vui đoàn viên mỗi dịp Tết đến xuân về. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video khiến cho nhiều người cảm động. Như nội dung từ đoạn video, có thể thấy ba chị em xa nhà vì muốn tạo sự bất ngờ cho cha mẹ nên đã hóa trang những bộ đồ của các nhân vật hoạt hình, trang đi khuôn mặt và đứng nhún nhảy trước cửa tiệm của gia đình. Ngay sau khi những người con cởi bỏ phần mũ đội đầu, cha mẹ đang đứng sau quầy hàng lập tức nhận ra và nở nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, người cha đã không giấu nổi niềm vui mà lập tức chạy đến ôm đứa con vào lòng. Theo lời người chia sẻ bài đăng, đoạn video này đã được quay từ Tết năm ngoái và vào đúng dịp sinh nhật người cha. Đáng tiếc rằng năm nay, bạn có thể phải trải qua một cái Tết xa quê. Những khoảnh khắc đầy yêu thương và hạnh phúc ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đặc biệt, thời điểm giáp Tết, trong lòng mỗi người con xa quê đều có những bồi hồi, mong ngóng ngày được trở về, đôi khi cũng là chút tiếc nuối. Nhìn cảnh tượng ấm lòng biết bao, càng đến gần ngày Tết, càng mong sớm được về nhà với cha mẹ. Chắc chắn ba mẹ vui lắm, mình xem mà cũng muốn khóc luôn, cảm giác hạnh phúc lan tỏa, lại cũng hơi buồn vì năm nay mình chẳng thể về nhà cùng gia đình. Bạn đã có những kỷ niệm nào mỗi dịp Tết đến về nhà thăm gia đình? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đang gây xôn xao trên mạng xã hội nhé. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.